Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin mới. 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Hoàn Hồ Mỹ điều hai tàu chiến cỡ lớn tiến ra ngoài Biển Đông để áp sát con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của phía Trung Quốc nhằm cảnh cáo Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, tình hình Biển Đông đang căng như dây đàn khi gần đây phía Trung Quốc liên tục có những động thái vi phạm luật pháp quốc tế, làm xói mòn lòng tin và làm mất an ninh, an toàn cho khu vực Đông Nam Á. Phía chính quyền của ông Tập Cận Bình không chỉ ngông cuồng khi công bố phê chuẩn thành lập hai đơn vị hành chính mới có tên gọi là quận Tây Sa và ở quận Nam Sa, trực thuộc thành phố Tam Sa trên Biển Đông bất hợp pháp và cực kỳ vô lý. Phía Trung Quốc còn điều một nhóm tàu hung dữ như nhóm tàu hải cảnh, tàu dân phòng, tàu do thám tàu dân quân, tàu đánh cá ngụy trang, mang theo rất nhiều vòi rồng và vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, hộ tống con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10, liên tục xâm phạm vào vùng biển của các nước trong khu vực để khảo sát trái phép. Chúng còn ngang nhiên đâm chìm tàu cá của ngư dân một mặt. Chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn miệng nói rằng Trung Quốc là nước yêu chuộng hòa bình nhất trên thế giới. Trung Quốc cũng muốn làm bạn bốn tốt và 16 chữ vàng với tất cả các nước xung quanh mình. Nhưng những gì phía Trung Quốc đã và đang làm thì hoàn toàn ngược lại nhận thấy sự nguy hiểm nói trên. Mỹ hôm qua đã điều gấp hai con tàu chiến cỡ lớn của hạm đội hải quân Hoa Kỳ đi với tốc độ cao, di chuyển nhanh chóng, áp sát vào nơi mà nhóm tàu hải cảnh, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 10 của phía Trung Quốc đang có những hoạt động trái phép ở trên Biển Đông và ngay lập tức đụng độ đã xảy ra. Các nhà quan sát cho biết, sau khi thấy hai tàu chiến cỡ lớn của Mỹ di chuyển vào Biển Đông, nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc đã bí mật cho dàn trận, bao vây, đồng thời phát đi tín hiệu xua đuổi tàu chiến của Mỹ với nhiệm vụ cao cả là bảo vệ an ninh cho tuyến hàng hải ở Biển Đông cũng như bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam theo đúng cam kết của Bộ Quốc phòng Mỹ trước đây. Cho nên hai tàu chiến của Mỹ đã lập tức phát lệnh cho thủy thủ đoàn phối hợp tăng tốc, bẻ lái, đâm trực diện một con tàu Hải Dương 10 của phía Trung Quốc và cú đâm mạnh đó đã làm cho tàu Trung Quốc bẹp rúm. Một lúc sau nước tràn vào và chìm xuống đáy Biển Đông. Sau khi nhận thấy tàu của mình bị đâm mệt, nhóm tàu còn lại của phía Trung Quốc đã cho tháo chạy toán loạn về đảo Hải Nam để trú ẩn. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, hôm qua Hải quân của Hoa Kỳ đã xác nhận điều hai tàu chiến hiện đại mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường và máy bay ném bom tiến ra ngoài Biển Đông để áp sát, đối đầu với Trung Quốc giữa lúc mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho Hải quân của nước này xâm phạm vào vùng biển của Indonesia và Malaysia. Tờ báo của Mỹ còn cho biết, trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục có những hành động ngông cuồng, bành trướng trên Biển Đông, bất chấp luật pháp của quốc tế. Điều đó là không thể nào chấp nhận được. Trung Quốc đã không tôn trọng vùng biển, vùng lãnh hải của các nước trong cái bối cảnh mà cả thế giới đang tập trung cao độ cho công cuộc phòng, chống đại dịch Covid, thì chính phủ của Bắc Kinh lại ra sức lợi dụng tình hình nói trên, đem quân lính, tàu thuyền gây chiến gây gổ trên Biển Đông, làm mất an ninh, an toàn trong khu vực, làm xói mòn lòng tin của các nước, cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Hành vi của Trung Quốc là quá ngạo mạn và ngông cuồng, cần phải được trừng trị và trừ khử ngay lập tức. Theo các nhà quan sát cho biết thì rất nhiều nước trong khu vực, cũng như cộng đồng trên toàn thế giới ủng hộ và hoan nghênh Mỹ, Nga hoặc một nước nào đó trên thế giới ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh để bảo vệ Biển Đông, bảo vệ an ninh cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất của thế giới, cũng như bảo vệ các đối tác, các đồng minh, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết Biển Đông đang bị đe dọa dọa, mà nguyên nhân không ai khác chính là do phía Trung Quốc gây ra. Do vậy mà ngày hôm kia, đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin đã chính thức lên tiếng chỉ trích phía Bắc Kinh. Ông nói rằng, Trung Quốc cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng luật pháp của các nước trong khu vực, cũng như vùng đặc quyền kinh tế vùng lãnh hải của các nước. Bắc Kinh cần phải bị loại bỏ và cô lập nếu như gây hấn với cả các nước. Mỹ kêu gọi các nước hãy đoàn kết để ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn mà Trung Quốc gây ra cho Biển Đông. Ông Lloyd Austin nói rằng, trong thời gian tới, Mỹ sẽ liên tục điều tàu sân bay, điều tàu chiến, cũng như là máy bay để xuất hiện dày đặc trên Biển Đông, hòng ngăn chặn sự bành trướng của phía Trung Quốc để bảo vệ đồng minh cũng như đối tác của mình. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, mặc dù chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đang rất bận, họ đang dồn toàn lực, toàn tâm để ngăn chặn, còn virus mang tên là Covid, Hoa Kỳ không muốn có một sự căng thẳng hay xung đột nào thêm. Tuy nhiên, trước một Trung Quốc ngông cuồng, không tuân thủ luật pháp quốc tế, không tôn trọng luật pháp, cũng như lãnh hải của các nước trong khu vực, luôn thể hiện ta đây là một nước lớn, đông dân, gây sức ép với cả nước, lấy thịt đè người, ỉ mạnh hiếp yếu. Cho nên chính phủ của Mỹ đã quyết định ra tay trừng trị Trung Quốc, và lần này Mỹ sẽ không khoan dung, khoan nhượng với cả phía Trung Quốc nữa.
mà lần này Hoa Kỳ sẽ trừng trị tận gốc Bắc Kinh để bảo vệ Biển Đông, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam thưa quý vị. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, vào tuần trước, Trung Quốc đã ngang ngược đẩy mạnh yêu sách vô lý chủ quyền trên Biển Đông với cái gọi là tứ xa để thách thức thế giới, trong đó có Mỹ. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, với thất bại trong yêu sách đường lưỡi bò, sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCI vào năm 2017, Trung Quốc đã đưa ra chiến thuật mới trên Biển Đông, đó là yêu sách tứ xa sai trái và vô lý. Cùng với việc gửi các công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bằng các tuyên bố thành lập hai đơn vị hành chính cấp huyện, quản lý quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Quốc đang thực hiện việc thể chế hóa cái gọi là tứ xa trong hệ thống quản lý quốc gia, là bước đi mới để thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Tờ báo của Nhật Bản cho biết, các hoạt động của Trung Quốc có tác động rất xấu tới hòa bình, an ninh, an toàn, sự duy trì luật pháp quốc tế, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là những hành động bắt nạt, cưỡng ép, dùng sức mạnh vũ lực để bắt nạt đối với cả các nước trong khu vực, hòng tuân theo các yêu cầu sai trái, vô lý của phía Bắc Kinh. Do vậy, bằng cách vi phạm luật pháp quốc tế, chính phủ của Trung Quốc không chỉ làm tổn hại tới quyền lợi của các nước xung quanh khu vực Biển Đông, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các tập đoàn khai thác dầu khí của Mỹ và Nga. Chính vì điều đó mà trong một tuần vừa qua, hải quân của Washington và Moscow liên tục cho tàu chiến mang theo máy bay và tên lửa xuất hiện ở ngoài Biển Đông để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết, trong cái bối cảnh mà các nước ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông gọi tắt là COC, các hành động của Trung Quốc đã phá vỡ lòng tin, làm cho việc đàm phán COC trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và nếu như Việt Nam cũng như các nước trong khối ASEAN không khéo léo và xử lý phù hợp với cả phía Bắc Kinh, các hoạt động trên Biển Đông có tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một cuộc xung đột vũ trang giữa một bên là Trung Quốc và một bên các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, cần chú ý rằng, từ khoảng nửa cuối năm 2019 tới nay, phía Trung Quốc liên tục điều con tàu địa chất Hải Dương 10 thăm dò tài nguyên trong vùng EZ và thềm lục địa của các nước trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar, Philippines, Brunei. Về mặt chính trị và kinh tế, chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn dùng sức mạnh để áp đặt các nước xung quanh ở Biển Đông, buộc các nước này phải chấp nhận yêu sách vô lý và trái phép của mình. Bắc Kinh cũng đã triển khai rầm rộ các tàu để tập trận trên Biển Đông để thị uy sức mạnh, cũng như dương oai với cả các nước trong khu vực, hòng thách thức thế giới và thách thức Mỹ. Như vậy, có thể nói rằng Trung Quốc đang triển khai thực hiện tất cả các biện pháp chính trị, quân sự, ngoại giao, quản lý hành chính nhà nước và trên thực địa nhằm thực hiện hóa những yêu sách sai trái của mình trên vùng biển này. Bắc Kinh đang lợi dụng luật pháp quốc tế để thực hiện một cách rất bài bản các bước đi nhằm chiếm đóng các quần đảo của các nước trong khu vực. Trong lúc cả thế giới đang dồn lực chống dịch, Trung Quốc lại tranh thủ đánh úp cộng đồng quốc tế bằng những hành động trái với cả luật pháp quốc tế, tác động xấu tới hòa bình, an ninh và ổn định trên vùng biển này. Với tính chất ngang ngược và bất chấp luật pháp như thế, trong thời gian tới, Trung Quốc có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động nguy hiểm lớn hơn. Các nhà nghiên cứu về Biển Đông đưa ra khuyến cáo đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng như các nước lớn trên thế giới như Mỹ và Nga, trong thời gian này phải hết sức cảnh giác với cả phía Trung Quốc. Các nước phải thường xuyên điều tàu khu trục, điều tàu tuần duyên, tuần tra liên tục, giám sát các vùng biển của mình, bảo vệ các biển đảo của mình, bảo vệ Biển Đông trước sự tăng cường gây sức ép của phía Trung Quốc. Và chỉ có như vậy thì mới ngăn chặn được sự bành trướng, cũng như là chặn đứng những cái âm mưu, thủ đoạn nham hiểm mà phía Trung Quốc gây ra cho Biển Đông. Và chắc chắn trong thời gian tới Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng, bởi vì cất bước đi xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc được chờ là rất bài bản. Chúng ta phải hết sức dè chừng, chờ là rất bài bản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Dù nhà tiên tri mù Baba Vanga qua đời cách đây 27 năm, tuy nhiên, những lời sấm truyền với những dự đoán chính xác về vận mệnh tương lai của thế giới vẫn khiến nhiều người dùng mình. Đặc biệt trong số 5 lời tiên tri đáng sợ về vận mệnh của thế giới, đáng chú ý nhất, bà Vanga cho rằng một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra vào nửa cuối năm 2023. Vậy thảm họa hạt nhân này có thể xảy ra ở đâu? Chúng ta cần làm gì lúc này? Mời quý vị cùng theo dõi. Sẽ có một thảm họa hạt nhân tàn khốc sắp xảy ra cuối năm 2023. Baba Vanga, sinh năm 1911 với tên thật là Vangelia Gucherova. Bà được mệnh danh là nhà tiên tri Nostra của vùng Balkan, nhờ sở hữu khả năng nhìn thấu tương lai phi thường. Bà bỗng nhiên bị mất thị lực năm 12 tuổi, sau khi bị mất tích bởi một trận bão lớn. Gia đình tìm thấy bà trong tình trạng nhắm chặt hai mắt và bị đất bẩn bám khắp người. Vài ngày sau khi được người ta tìm thấy, bà bắt đầu đưa ra những lời tiên đoán đầu tiên.
Mặc dù bà Vanga đã qua đời năm 1996, nhưng các dự đoán của bà kéo dài đến tận năm 1079. Trong số 5 lời sấm truyền tiên tri về tương lai trong năm 2023, bà Vanga tiên đoán được vào năm 2023 sẽ xảy ra một thảm họa hạt nhân. Bà cho rằng những hậu quả của nó vô cùng sâu rộng, tác động đến chính trị toàn cầu, môi trường và toàn thể nhân loại. Nhiều quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi vụ nổ này do sự lây lan của các căn bệnh nghiêm trọng khi các đám mây độc hại tràn ngập không khí. Sự kiện này có khả năng gây bất ổn cho các mối quan hệ quốc tế trong ngòi xung đột và dẫn đến những thay đổi trong cán cân quyền lực toàn cầu. Mức độ nghiêm trọng của dự đoán này đã làm dấy lên vô số suy đoán. Hiện thế giới đang lo ngại về một thảm họa giữa chiến sự Nga-Ukraine liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, ZNPP, đập thủy điện Nova Kakhovka tại tỉnh Kherson bị vỡ cũng là một trong những vấn đề nhức nhối, không chỉ ảnh hưởng tới khả năng cung cấp điện và gây ngập úng hàng loạt khu dân cư. Đập Nova Kakhovka bị vỡ còn tiềm ẩn rủi ro khác, khi đó là nơi cung cấp nước mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở gần đó, hiện cũng đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Nếu như không có đủ nước, nhà máy Zaporizhia sẽ không thể làm mát hệ thống vận hành các nhà máy phát điện và từ đó có thể làm rò rỉ hạt nhân. Thưa quý vị, những người hâm mộ nhà tiên tri Vanga tin rằng những lời nói đó có độ chính xác cao thông qua những trường hợp trước đây cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của bà dường như phù hợp với các sự kiện diễn ra trên thực tế. Trong suốt cuộc đời của mình, bà đã đưa ra nhiều dự đoán, gồm nhiều chủ đề khác nhau như thảm họa thiên nhiên, sự kiện chính trị và tiến bộ công nghệ. Về năm 2023, bà Vanga đã đưa ra 5 dự đoán sau đây. 1. Sự xuất hiện của vũ khí sinh học. Bà Vanga cho rằng, nhân loại có thể chứng minh chiến tranh thế giới thứ 3 cuối cùng sẽ nổ ra với sự tham gia của vũ khí sinh học. Theo bà Vanga, một nước lớn sẽ tiến hành nghiên cứu vũ khí sinh học trên người. Bên cạnh đó, dự đoán đáng kinh ngạc nhất của bà Vanga cho năm 2023 dường như là việc chấm dứt sinh đẻ tự nhiên. Nhà thấu thị cho biết, đến thời điểm này việc sinh con thuận tự nhiên sẽ bị cấm ở các tiểu bang. Những người mới sẽ thực sự bắt đầu được tạo ra trong các phòng thí nghiệm. Cha mẹ có thể chọn không chỉ ngoại hình của em bé như là màu tóc và màu mắt mà còn cả tính cách. Đây chắc chắn là một trong những dự đoán kỳ lạ hơn từ bà Baba Vanga. Tuy nhiên, trong khi trình độ y học của giá cả của những dịch vụ đó chưa cho phép chúng ta từ bỏ hoàn toàn cách sinh tự nhiên, có thể vào năm 2023, thế giới sẽ biết đến những thành tựu mới trong lĩnh vực thụ tinh cho ống nghiệm và di chuyển học. Công ước vũ khí sinh học của Liên Hợp Quốc nghiêm cấm các thí nghiệm như vậy. Mặc dù vậy, có lo ngại rằng một số quốc gia đang bí mật điều hành các bộ phận vũ khí sinh học tiềm năng. Người ta cho rằng hàng trăm nghìn người có thể tử vong vì những thí nghiệm như vậy. Trong số hàng loạt dự đoán gây sốc có cả những khoảnh khắc tích cực. Theo bà Vanga, y học sẽ đạt đến một tầm cao mới. Nhà tiên tri người Bulgari nói rằng sẽ đến ngày mà các bệnh ung thư sẽ bị xiềng xích trong xiềng xích sắt. Một lượng lớn sắt sẽ được sử dụng như một phần của các loại thuốc mới. Theo bà Vanga, điều này sẽ đến vào năm 2023 khi các thử nghiệm lâm sàng với vaccine ung thư được tiến hành. Có lẽ năm tới, loại thuốc này sẽ được sản xuất hàng loạt, thâm nhập thị trường quốc tế và có sẵn cho nhiều người hơn. Tuy nhiên, bà Vanga cho rằng hiện tại điều đáng để chờ đợi là kết quả xét nghiệm và tìm hiểu chi phí chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo là bao nhiêu. 2. Tình hình kinh tế thế giới cũng đang chuyển mình. Theo bà Vanga, sẽ có một sự thay đổi các nhà lãnh đạo trên thị trường quốc tế. Sự bất ổn có nguy cơ bao trùm nước Mỹ vào năm 2023. Nước Mỹ trong tương lai bị đe dọa bởi sức mạnh của một rồng đỏ vào đó. Các chuyên gia chắc chắn rằng Trung Quốc có nghĩa là sinh vật này. Việc tăng cường ảnh hưởng của quốc gia này trên thị trường thế giới dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô và gia tăng tình trạng bất ổn. 3. Tiên đoán của bà Vanga với nước Nga năm 2023. Nhà tiên tri Baba Vanga luôn nói rằng Nga đã được định sẵn cho một số phận hạnh phúc và thành công trên trường quốc tế. Nước Nga đang chờ đợi sự phát triển không ngừng và lan rộng ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Bà Vanga dự đoán rằng vào năm 2023, thời điểm thuận lợi sẽ đến với Nga. Trong giai đoạn này, các quốc gia khác sẽ chú ý đến Nga và bắt đầu tính đến quyền lực và lợi ích của các nước. Ảnh hưởng của Nga sẽ tăng lên và không ai có thể ngăn chặn quá trình này. Kết quả là Nga sẽ trở thành một cường quốc mạnh mẽ trên hành tinh và sẽ giữ vị trí trong một thời gian dài. Theo bà Vanga, kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng ở Nga sẽ được thiết lập trong 1.000 năm. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn hy vọng rằng chỉ có những dự báo thuận lợi của nhà thầu thì mới trở thành sự thật. Số phận sẽ quyết định ngược lại và thế giới sẽ không bị bao phủ bởi làn sóng thảm họa toàn cầu. 4. Sự dịch chuyển của trục trái đất. Những lời tiên đoán của bà Vanga thì không chỉ những người bình thường mà cả các nhà khoa học sợ hãi.
Nhà thấu thị dự đoán những dị thường thiên văn có thể thay đổi lối sống đã định. Theo đó, bà Vanga phỏng theo nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã nói về sự va chạm của một tiểu hành tinh với hành tinh của chúng ta vào đầu năm 2023 dẫn đến trục trái đất sẽ dịch chuyển. Độ lệch sẽ nhỏ, góc chỉ thay đổi một vài độ, nhưng đối với khí hậu, điều này sẽ trở thành thảm họa. Nhiệt độ trên trái đất, mực nước biển đại dương sẽ tăng lên, dẫn đến lũ lụt và các thảm họa thiên nhiên khác. Những cơn bão mặt trời khủng khiếp cũng đang chờ đợi hành tinh trong năm tới. Ngoài ra, năng lượng của ngôi sao sẽ dẫn đến mất điện trên diện rộng và các vấn đề liên lạc nghiêm trọng khác. 5. Thảm họa hạt nhân tồi tệ. Một dự đoán khác của bà đề cập tới việc châu Á sẽ hứng chịu một vụ nổ bom hạt nhân tồi tệ, khiến khí độc tràn ra bao phủ toàn bộ lục địa và nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hành tinh của chúng ta vẫn ở trạng thái cân bằng tốt trong vũ trụ, thậm chí chỉ cần một sự thay đổi nhỏ nhất cũng có thể làm khả năng thay đổi khí hậu một cách ồ ạt. Nếu dự đoán này cho năm 2023 trở thành sự thật, có thể có những hậu quả tàn khốc. Nếu trái đất di chuyển đến gần mặt trời hơn, chúng ta sẽ phải đối mặt với bức xạ gia tăng và nhiệt độ tăng mạnh. Mặt khác, nếu hành tinh di chuyển ra xa hơn, thế giới sẽ có thể rơi vào kỳ băng hà và kéo dài thời gian chìm trong bóng tối. Với tương lai xa hơn, nhà tiên tri người Bulgaria cũng tuyên bố rằng năm 2025 châu Âu sẽ gần như không có người ở. Và năm 2028, loài người sẽ khám phá ra một nguồn năng lượng mới đi bộ trên sao Kim. Mực nước biển sẽ dâng cao vào năm 2033. Các sự kiện ấn tượng khác do bà tiên đoán phải kể đến việc thế giới chấm dứt nạn đói vào năm 2028, cư dân sao Hỏa sở hữu vũ khí hạt nhân năm 2256 và trái đất trở thành hành tinh không có sự sống vào năm 2341. Bà có tuyên bố rằng năm 2288 chứng kiến sự ra đời của du hành thời gian, đến năm 3797 tất cả loài người sẽ rời khỏi trái đất. Vào năm 4599, loài người đã đạt được sự bất tử và loài người rời khỏi vũ trụ đã biết vào năm 5078. Thực tế, không phải mọi lời tiên tri của bà Vanga đều trở thành sự thật. Và bà từng dự đoán nhiều câu chuyện mơ hồ, thiếu căn cứ như có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh hay cuộc sống mới với sự tiếp quản của thực tế ảo. Theo các nhà nghiên cứu, chỉ có khoảng 68% lời tiên tri của bà Vanga là chính xác. Trong khi đó, những người tin tưởng bà Vanga cho rằng độ chính xác có thể lên tới 85%. Một trong số những dự đoán không chính xác của bà Vanga là Tổng thống thứ 45 của Mỹ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khi đất nước sụp đổ. Donald Trump đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi đương nhiệm, nhưng nước Mỹ vẫn vững vàng. Vâng, thưa quý vị, các nhà phê bình lập luận rằng lời sấm chuyện vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi bối cảnh xã hội và văn hóa, và việc giải thích các lời tiên tri có thể rất khác nhau. Một khía cạnh cần xét đến là khả năng lời tiên đoán của bà Baba Vanga mang ý nghĩa tượng trưng hoặc ẩn dụ. Những lời tiên tri thường dựa trên tính biểu tượng và việc giải thích chúng theo nghĩa đen có thể dẫn đến hiểu lầm. Điều cần làm là lý giải các tiên đoán với tâm trí cởi mở cũng như xem xét các cách giải thích khác nhau để nắm bắt đầy đủ thông điệp từ chúng. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi xung quanh nhà tiên tri mù Vanga, và chắc chắn rồi, tính chính xác từ lời dự đoán của bà chỉ có thể đợi thời gian trả lời. Tin cực nóng, Trung Quốc điều tàu hải cảnh vạn tấn xuống bãi Tư Chính, Việt Nam sẽ không để yên. Thưa quý vị, tạm lắng đi một vài ngày không có những diễn biến bất ngờ xảy ra tại bãi Tư Chính, thì mới đây Bắc Kinh lại tiếp tục cho thổi bùng lên ngọn lửa căng thẳng khi điều động thêm tàu thuyền từ đại lục xuống để gia tăng các hành động quấy rối lực lượng chấp pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, có một tin vui, đó là tàu khảo sát đại dương hải cảnh sau khi xâm nhập vùng biển chủ quyền nước ta vào rạng sáng ngày 28 tháng 5 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào chiều tối một ngày sau đó. Tàu này đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, đã thực hiện các hoạt động của các giới. Tàu hải cảnh sẽ chỉ đi ngang qua vùng biển nước ta, chứ không có thể là thực hiện các hoạt động quấy phá, do đây là tàu có trọng lượng nhỏ, đã hoạt động nhiều ngày trên biển. Điều này có thể coi như là một pha thở phào nhẹ nhõm đối với một bộ phận trong lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang túc trực tại vùng biển trọng điểm phía Đông Nam, khi giảm bớt các áp lực đấu tranh trực tiếp với tàu thuyền của Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, tuy nhiên ta không được hạ thấp cảnh giác khi tàu khảo sát của đối phương không loại trừ khả năng có thể có những hoạt động đột phá bất ngờ. Riêng đối với nhóm tàu Hướng Dương Hồng 10 vẫn liên tục quấy rối tại vùng biển bãi Tư Chính. Tới nay, đã gần một tháng mà chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy các tàu này chuẩn bị kết thúc hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam.
Ngược lại, chính quyền Bắc Kinh vừa qua đã thực hiện một bước tiến phiêu lưu mạo hiểm mới khi chính thức huy động tàu hải cảnh 3901 được mệnh danh là hung thần Biển Động với lượng rạn nước tới 12.000 tấn, tiến nhanh xuống vùng Biển Đông nước ta. Khả năng rất cao con tàu này sẽ gia nhập đội hình hộ tống của nhóm tàu Trung Quốc để bảo vệ quá trình thăm dò đại dương của tàu hướng dương Hồng 10 trên vùng biển chủ quyền Việt Nam. Tàu 3901 không còn gì lạ lẫm đối với mọi quốc gia Đông Nam Á xung quanh Biển Đông khi nó chính là cú đấm sức mạnh uy lực nhất của hải cảnh Trung Quốc dành riêng cho lực lượng chấp pháp của các quốc gia hàng xóm láng giềng. Nó cũng được mệnh danh là tàu chấp pháp có lượng rạn nước lớn nhất thế giới hiện nay với kích cỡ ngang một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ. Thưa quý vị, còn nhớ vào năm 2019, tàu hải cảnh 3901 lúc đó được gọi với số hiệu cũ là tàu 5901 đã trực tiếp tham gia hoạt động bảo kê tàu khảo sát hải dương địa chất 8 đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt nhiều tháng, gây ra một mối rạn nứt quan hệ song phương nghiêm trọng. Nhất là kể từ sau vụ việc Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 tại cửa Vịnh Bắc vào năm 2014. Còn tàu với trọng tải cực lớn không chỉ khiến cho mọi đối thủ phải choáng ngợp, mà nó còn chính là một trạm chỉ huy tác chiến nối từ xa của hải cảnh Trung Quốc có khả năng liên lạc vệ tinh, bắt đầu truyền hình trực tiếp và chỉ huy biên đội vận động tác chiến trên biển. Vừa qua, tàu này đã chính thức di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sau khi mà cơ động xuất phát từ quần đảo Tam Á trên đảo Hải Nam vào hôm trước. Với tốc độ di chuyển nhanh khoảng 14 hải lý trên 1 giờ, cho tới rạng sáng ngày 2 tháng 6, tàu này đã di chuyển qua khỏi phía tây quần đảo của Trường Sa, áp sát vùng biển bãi cạn Tư Chính, trên thềm lục địa phía đông nam nước ta, gần vùng phân định biên giới biển của Việt Nam, Malaysia, Indonesia. Trong nhiều hành trình, tàu chỉ duy trì hướng đi di chuyển duy nhất là phía đông nam với tốc độ cực cao. Dù không loại trừ khả năng tàu hải cảnh 3901 có thể tiến vào quấy phá vùng biển Indonesia khi chưa rõ ý định thực sự của chính quyền Bắc Kinh là gì, nhưng với việc Việt Nam, Trung Quốc đang liên tục đẩy cao các hoạt động đấu tranh tại bãi cạn Tư Chính thì khả năng cao là tàu 3901 gia nhập đội hộ tống của hướng dương Hồng 10. Hiện nay, chênh lệch lực lượng hai bên Việt-Trung tại bãi Tư Chính có thể nói là không quá lớn, gần như là ngang bằng. Phía Trung Quốc có một tàu hải cảnh 4.000 tấn là 5303, dù lớn hơn gấp 4 lần cho tới 5 lần tàu kiểu ngư Việt Nam, nhưng Việt Nam lại có hai tàu kiểu ngư là 468 và 465 đều có trang bị mạnh. Còn lại 4 tàu dân binh vỏ sắt Quỳnh Tam song ngư khá hung hăng, nhưng nếu so với tàu chấp pháp thì nó khó có thể so sánh về khả năng thực thi nhiệm vụ đấu tranh nếu như không có các tàu hải cảnh đi kèm. Về phía ta còn có một tàu trinh sát mang số hiệu 6011 của Cảnh sát Biển, vốn thuộc lớp KT-142B. Tương tự như là lớp KT-1482C của kiểm ngư với lượng rạn nước là khoảng hơn 400 tấn. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc tung tàu hải cảnh 3901 vào cuộc, chắc chắn cán cân tương quan lực lượng sẽ nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Đây sẽ là một hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng cho lực lượng kiểm ngư và Cảnh sát Biển Việt Nam, buộc lực lượng này phải cơ động tàu thuyền, thiết lập một thế trận tương đương để giải quyết vấn đề sẵn sàng. Ta đang triển khai lực lượng một cách thận trọng để thăm dò hoạt động leo thang của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không hề có ý định muốn giảm nhiệt tại bãi Tư Chính. Sau hàng loạt những phát ngôn cứng rắn của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà còn tăng cường lực lượng trên thực địa, hành động này cũng là hết sức nguy hiểm và có nguy cơ xảy ra các va chạm không đáng có. Thưa quý vị, hồi giữa tháng 5, Việt Nam từng điều động tàu Cảnh sát Biển 7011, đây là tàu Cảnh sát Biển lớn nhất trong biên chế Cảnh sát Biển Việt Nam, tham gia truy cản hoạt động trái phép của tàu hướng dương Hồng 10. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn giảm nhiệt căng thẳng với việc xuất tàu hải cảnh 4303 và 4 tàu tân binh vũ trang ra khỏi vùng biển chủ quyền nước ta. Sau đó, ta cũng xuất tàu 7011 về bờ. Điều này đã cho thấy Việt Nam đã đặc biệt coi trọng tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Khi ta đưa quân bài chiến lược và thực hiện các biện pháp bảo vệ chủ quyền, điều mà trước đó tàu 7011 rất ít được ghi nhận thực hiện nhiệm vụ này. Giờ đây, việc hải cảnh 3901, tàu hải cảnh lớn nhất trong biên chế Cảnh sát Biển Trung Quốc, được điều xuống bãi Tư Chính lại càng cho thấy Bắc Kinh cũng xem đây là một điểm nóng mang tính chất quan trọng. Đối với thế trận hiện nay tại Biển Đông, cần phải gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam trong bối cảnh chính trị quốc tế rối ren. Hy vọng rằng lần này, các lực lượng chức năng của Việt Nam chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại nhanh chóng các âm mưu nguy hiểm phía Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền
quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên vùng biển Đông nói riêng và toàn bộ vùng biển của Việt Nam nói chung. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng với thế trận và trang bị của lực lượng chấp pháp của nước ta, hoàn toàn có thể là triển khai một cuộc đấu tranh kiên quyết và táo bạo hơn nữa. Để cho Bắc Kinh hiểu được rằng Tư Chính hoàn toàn là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, chứ không hề có bất cứ tranh chấp nào. Bãi Tư Chính nằm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía Nam của Việt Nam. Đây là một vùng biển được hoạch định theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào cả và lại càng không tranh chấp với phía Trung Quốc. Việc Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò liếm qua 60% vùng biển Việt Nam, biến vùng biển không tranh chấp của Việt Nam thành vùng biển tranh chấp là hoàn toàn phi pháp, không được luật pháp quốc tế công nhận. Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong Philippines kiện Trung Quốc, một văn bản pháp lý quốc tế hướng dẫn giải thích Công ước 1982, đã bác bỏ thẳng thừng yêu sách lưỡi bò của Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc không tham gia vụ kiện này và tuyên bố không chấp nhận phán quyết, nhưng văn bản pháp lý này vẫn nguyên giá trị của nó, và phán quyết khẳng định rằng đường lưỡi bò không có cơ sở pháp lý. Nói nôm na là nó không có giá trị gì, để Trung Quốc đòi quyền khai thác tài nguyên trong đường lưỡi bò. Do đó, Trung Quốc không có vùng biển hợp pháp nào tranh chấp với Việt Nam tại bãi Tư Chính. Tòa trọng tài quốc tế kết luận rằng không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc yêu sách các quyền lịch sử đối với tài nguyên, bên ngoài những quy định trong công ước tại các vùng biển nằm bên trong đường chín đoạn. Hoạt động trái phép của các tàu của Trung Quốc ở khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam trước hết là nhằm ngăn cản các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam tại khu vực giàu tiềm năng dầu khí này. Việc Trung Quốc đe dọa ngăn cản Việt Nam và các đối tác nước ngoài thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực này là hành động vô lý và ngang ngược. Hành động này nằm trong chiến lược của Trung Quốc áp đặt đường lưỡi bò bất hợp pháp tại Biển Đông để ngăn cản tất cả các đối tác quốc tế nào muốn hợp tác dầu khí với Việt Nam. Các bước này nằm trong chiến lược lâu dài của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông, kiểm soát hoàn toàn tài nguyên đường lưỡi bò chiếm 80% diện tích của Biển Đông. EVN nóng lòng tăng giá điện lần 2 để bù lỗ. Thừa điện vẫn phải nhập từ Trung Quốc, Lào, lãng phí thế thì ai chịu trách nhiệm? Cắt điện ngày cao điểm nắng nóng là những vấn đề xung quanh việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thua lỗ cùng với những khúc mắc liên quan tới các dự án năng lượng tái tạo đã được nhiều đại biểu Quốc hội chỉ ra. Trong video ngày hôm nay trên tin mới của chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong các buổi thảo luận tại Quốc hội, nhiều vị đại biểu đã trình bày ý kiến cử tri cho rằng việc tăng giá điện do nguyên nhân Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lỗ lớn, tổn thất điện năng là chưa phù hợp và chưa minh bạch. Vậy quan điểm của ông Lưu Bình Nhưỡng như thế nào về vấn đề này? Ông cho biết, về vấn đề này cũng có cán bộ lãnh đạo của EVN phản ứng lại đại biểu, cho rằng cách tính tiền của đại biểu như thế là sai. Tôi thì tôi không nói về bất kỳ một bên nào sai hay đúng, bởi vì tôi không được giao trách nhiệm để phân xử vụ này. Nhưng tôi đứng ở khía cạnh của một cử tri, khía cạnh của một cán bộ, tôi thấy rằng như thế này cử tri người ta kêu là hoàn toàn đúng. Đúng ở chỗ như thế nào? Một, EVN là một doanh nghiệp độc quyền về điện. Từ trước đến nay, EVN đã có lịch sử rất lâu dài. EVN có đầy kinh nghiệm trong các lĩnh vực này và được giao trách nhiệm và được ưu tiên nhiều nguồn lực nhất. Thế thì tại sao giá điện vẫn tăng? Tại sao điện vẫn bị cắt? Tại sao sản xuất bị đình trệ khi mất điện? Tại sao đời sống của người dân khốn khổ khi mà mất điện? Vừa qua, tôi có về Thái Bình và đúng lúc sự kiện quan trọng được thực hiện, đó là một đám cưới. Mà lúc mất điện, tất cả mọi người vô cùng ngao ngán và mọi người đều khẳng định đây là do điện lực chứ không phải do ông Ủy ban Nhân dân, cũng không phải do Hội đồng Nhân dân, cũng không phải do đoàn đại biểu Quốc hội. Họ khẳng định đây là vấn đề của điện lực. Vậy rõ ràng chúng ta phải thấy rằng trách nhiệm của EVN là phải được xem xét một cách nghiêm túc. Trong khi đó vẫn có ý kiến cho rằng EVN vẫn còn có hai vấn đề mà người dân người ta rất dị nghị. Một là cái thu nhập và lợi nhuận của EVN vẫn cao. Thứ hai là EVN vẫn còn một lượng tiền để đem đầu tư và đi đường. Vậy thì chúng ta bàn đến câu chuyện này là phải xem xét ở khía cạnh tổng thể, chứ không phải như cái cách của EVN trình bày thì rõ ràng là không thể thuyết phục được đối với người dân. Vậy tình trạng Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN liên tục luân phiên cắt điện trên cả nước khiến người dân bức xúc, cho rằng việc điều hành quản lý của EVN yếu và do cơ chế độc quyền gây ra. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này là như thế nào? Ông Nhưỡng nói, khi mà ban dân nguyện của chúng tôi làm việc với EVN về việc cắt và việc không đưa hơn 170 MW điện của Tập đoàn Trung Nam hòa vào lưới điện do vụ việc tranh chấp về hợp đồng và đã đề nghị đến tận Thủ tướng Chính phủ,
Ban dân nguyện chúng tôi đã thực hiện việc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chúng tôi đã làm việc với Bộ Công Thương, làm việc với EVN và các cơ quan có liên quan, Hội đồng Dân tộc của các cơ quan của Quốc hội. Ở đây chúng ta mới thấy rõ ràng là câu chuyện mà EVN đã tự ý quá nhiều và hôm đó tôi cũng nói luôn, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải xem lại một cách nghiêm túc có nên để cho EVN tiếp tục độc quyền không? Tại sao không để cho các doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp xã hội hóa, cho các nhà doanh nghiệp khác người ta đầu tư để làm điện, mà đất nước chúng ta dồi dào thêm các nguồn năng lượng mà có thể biến nó thành điện năng? Thế thì tại sao chúng ta lại cứ để cho một doanh nghiệp, còn nếu mà EVN nói rằng là họ khó khăn thì mới để cho người khác làm? Chứ nếu chúng ta để tình trạng như thế này thì chúng ta nên nhớ rằng điện là một vấn đề mang tính năng lượng, nó là năng lượng nhưng đồng thời nó là an ninh của quốc gia. Vậy thì chúng ta không thể vin vào cái cớ là vấn đề an ninh quốc gia để chúng ta giao cho một mình EVN làm. Và chính EVN lại làm mất an ninh quốc gia ở chỗ EVN không đảm bảo được đủ nguồn điện cho quốc gia, không đảm bảo cho sản xuất, không đảm bảo cho tiêu dùng, thì rõ ràng là đây là vấn đề từ độc quyền mà ra. Vậy quan điểm của ông như thế nào khi mà EVN kêu lỗ và tiếp tục đề nghị tăng giá điện lần 2 vào tháng 9 tới đây, trong khi 5 đơn vị trực thuộc EVN hiện cung cấp và phân phối điện cho 63 tỉnh thành trên cả nước lại đang có hàng chục nghìn tỷ đồng gửi ngân hàng? Ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết đấy chính là cái nghịch lý. Rõ ràng người ta thấy rằng tại sao mà lương hoặc lợi nhuận thì vẫn cứ bỏ vào túi. Còn câu chuyện là nói là lỗ, thế EVN điều tiết như thế nào? Hay là cứ lãi thì EVN sử dụng, còn lại cái phần lỗ nhất thì EVN đẩy ra cho xã hội? Hay là do là lấy tiền của người dân, lấy tiền của doanh nghiệp quá dễ thì người ta làm như thế? Tôi nghĩ rằng chúng ta đừng nên đổ lỗi cho việc tăng cái nọ, tăng cái kia. Bởi vì có những vấn đề mà EVN được hưởng lợi, được hưởng không, nhưng thậm chí người ta còn từ chối. Tôi lấy ví dụ đó là Tập đoàn Trung Nam. Tập đoàn Trung Nam đầu tư, họ đã bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để họ xây cả một cái trạm biến áp và tải điện để tặng lại cho nhà nước. Nhưng mà EVN nói rằng là không có cơ chế để nhận tài sản này. Trong khi trong hợp đồng và trong tất cả các quy định của Thủ tướng xin phép đã được chấp nhận và chỉ còn mỗi việc là bàn giao mà không có cơ chế để bàn giao thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện rất kỳ lạ. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì mỗi một năm phải bỏ ra 40 tỷ đồng để duy trì, bảo dưỡng cho nên người ta không muốn nhận vì người ta không muốn bảo dưỡng. Cái thứ hai là rõ ràng người ta không nhận điện vì sau khi 22 tháng tiếp nhận điện năng đưa lên lưới rồi, đem đi bán rồi, bỗng một ngày ông ta cắt điện và không theo quy định của hợp đồng. Bởi vì hợp đồng quy định rằng là phải báo trước 10 ngày, thì ông ta bắt cắt ngay lập tức và không cần phải báo cáo trước 10 ngày. Thế thì cái lượng điện của hơn 170 MW này nó tồn tại bỏ không? Thế tại sao chúng ta không đưa lên lưới mà trong hợp đồng và trong quy định nói rất rõ là cứ đưa lên lưới và quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nói là tất cả phải đưa lên lưới điện để sử dụng. Còn khi nào có giá thì chúng ta sẽ áp giá sau. Nhưng mà EVN đã tự động như thế rõ ràng là độc quyền sinh ra cái quyền lực, rõ ràng đấy là điểm bất hợp lý. Có thể chúng ta không thiếu điện cục bộ, cũng có thể không phải là thiếu điện, theo như cái cách nói của chúng ta bình thường bây giờ. Mà đây là do cái cách điều hành của chúng ta. Thế tại sao chúng ta không đưa nguồn điện mà chúng ta đang sản xuất ở trong nước lên lưới điện quốc gia để sử dụng, mà chúng ta vẫn cứ đi mua điện của Trung Quốc? Chúng ta vẫn đi mua điện của các nước khác là làm sao? Phải chăng có vấn đề khuất tất? Mà như người dân đã nói, có khả năng mất đi cái lợi ích nhóm và thậm chí là có những vấn đề liên quan đến tiêu cực, tham nhũng trong vấn đề này. Mới đây, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ông nhìn nhận như thế nào với sự vào cuộc này? Ông Nhưỡng cho biết, tôi rất hoan nghênh về chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng và đặc biệt là chỉ đạo về việc chúng ta phải tiến hành thanh kiểm tra các hoạt động của EVN và xem kiểm tra thực tế như thế nào để chúng ta làm rõ. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là nên giao cho Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ, thậm chí là có thể thành lập một ban thanh tra liên ngành. Chứ nếu mà chúng ta để thanh tra của Bộ Công Thương, vì Bộ Công Thương cũng chỉ trong phạm vi của ngành thôi, Bộ Công Thương lại quản lý EVN, tôi nghĩ rằng có thể dẫn đến chỗ chưa được thuyết phục, hay nói cách khác là rất khó thuyết phục mọi người. Câu chuyện khách quan hay không khách quan người ta chưa đánh giá, nhưng trong nhà lại đóng cửa bảo nhau thì câu chuyện này có thể xảy ra và thậm chí có thể dẫn đến bao che. Cho nên Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo thanh tra một mặt để chỉ đạo chấn chỉnh lại và có công điện ban hành để đảm bảo điện năng cho đất nước, đặc biệt là trong mùa nóng.
trong mùa sản xuất và trong tình hình chúng ta đang phải khôi phục lại nền kinh tế sau đại dịch, thì năng lượng là một vấn đề mang tính chất quyết định. Vậy nếu chúng ta cứ để tồn tại tình trạng như thế này mãi, thì rõ ràng là chúng ta làm hại cho đất nước, làm hại cho nền kinh tế, giảm sức cạnh tranh của đất nước. Cho nên cái chỉ đạo của Thủ tướng theo tôi là rất quyết liệt và tương đối kịp thời. Thưa quý vị, chiều hôm thứ Tư vừa qua, Bộ Công Thương tổ chức họp trao đổi thông tin về tình hình cung ứng điện. Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương bày tỏ mong muốn khách hàng, người dân, doanh nghiệp chia sẻ về những khó khăn về tình hình cung ứng điện. Ông Hòa cho biết, để xảy ra tình trạng thiếu điện, không đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm không thể biện minh. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về việc điệp khúc lỗ, tăng giá điện và việc rà soát trách nhiệm trong cung ứng điện trong những chương trình tiếp theo. Đang lúc thiếu điện, Nga sẽ giúp Việt Nam làm điện hạt nhân. Các bạn thân mến, Việt Nam ta hay có câu chúc nhau rằng tiền vào như nước sông Đà. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có lẽ chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại bởi vì sông Đà bây giờ nước đã cạn chưa đáy. Thời tiết nắng nóng gay gắt, mưa ít, đồng nghĩa nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao. Nhưng mực nước ở những hồ thủy điện lớn nhất Việt Nam đang xuống đến mực nước chết, ảnh hưởng lớn đến việc vận hành, cung cấp điện và sinh kế của người dân. Từ thực trạng như vậy, rõ ràng điện hạt nhân là lĩnh vực cần được nghiên cứu xem xét trong quá trình phát triển đa dạng, thay vì chỉ tập trung vào thủy điện, điện gió hay là điện mặt trời. Trong bối cảnh đó, Liên bang Nga sẽ hỗ trợ Việt Nam đến cùng để sớm triển khai xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, xây dựng mạng lưới quan trắc phóng xạ, nâng cao năng lực về công nghệ và an toàn hạt nhân. Thưa các bạn, ảnh hưởng của El Nino nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán đã và đang tác động nghiêm trọng đến các hồ thủy điện trên cả nước. Phần lớn các hồ thủy điện đã tiệm cận mực nước chết hoặc dưới mực nước chết, ảnh hưởng đến việc phát điện cũng như cung cấp nước cho hạ du, chẳng hạn như nhà máy thủy điện Sơn La, thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất là 2.400 MW đang đối mặt với tình trạng khô hạn chưa từng có. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, lượng nước trong hồ thủy điện Sơn La ghi nhận ở mức 174,93m, thấp hơn mực nước chết và thấp hơn 40,07m so với mực nước dâng bình thường. Đây là mực nước thấp nhất kể từ khi nhà máy đưa vào vận hành. Trong cơ cấu nguồn cung cấp điện cho miền Bắc, thủy điện chiếm tỷ trọng đến khoảng 43,6%. Tuy nhiên, tính đến ngày 6 tháng 6 vừa qua, công suất khả dụng của thủy điện miền Bắc là 3.110 MW, chỉ đạt 23,7% công suất đập. Thủy điện thiếu nước nghiêm trọng khiến công tác cấp điện cho miền Bắc trong mùa nắng nóng 2023 đã gặp rất nhiều khó khăn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã và đang nỗ lực tối đa, huy động mọi nguồn lực, cố gắng đảm bảo tốt nhất duy trì hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn. Theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương, mực nước các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ thấp, một số hồ xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết. Hiện lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Một số nhà máy phải dừng để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành với lưu lượng và cột nước thấp dưới thiết kế. Hiện có 9 hồ thủy điện ở mực nước chết gồm Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hội Na, Trung Sơn, Thác Ma, Trị An. Ngoài ra, 11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo như Sơn La, Lai Châu, Hội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An, Đại Ninh, Pleikrom. Việc không thể huy động được nguồn điện từ các thủy điện đã ảnh hưởng lớn tới việc quản lý vận hành hệ thống điện và cung cấp điện sinh hoạt cho người dân, cũng như sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thời tiết nắng nóng, mưa ít, hạn hán, biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những tác động không nhỏ tới sản xuất và đời sống của người dân trên toàn thế giới. Còn nhớ năm ngoái, người dân nhiều nước châu Âu vật vã với nhiệt độ cao kỷ lục khi nắng nóng tấn công gây cháy rừng ở nhiều nơi. Bởi vậy nên nhiều quốc gia đã đồng thuận về sự cần thiết chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Để hướng đến mục tiêu Zero Carbon vào năm 2050, cũng như cam kết tại Hội nghị COP26, mục tiêu phát triển điện hạt nhân để giảm việc phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch là vấn đề đang được quan tâm nhắc tới, trong đó Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Dù vẫn còn những e ngại và nhiều ý kiến trái chiều về rủi ro điện hạt nhân, nhưng chúng ta không thể phủ nhận được ưu tiên của nguồn điện này. Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Liên Xô trước đây đã giúp Việt Nam khôi phục và nâng cấp lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Đà Lạt. Hiện tại, Liên bang Nga đang tích cực giúp đỡ Việt Nam thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân với lò nghiên cứu mới.
Dù đến nay Việt Nam chưa có điện hạt nhân, nhưng từ quy hoạch điện 7, chính phủ đã đưa vào kế hoạch phát triển giai đoạn 2010-2020. Việt Nam đang trong giai đoạn độc lập tự chủ về công nghiệp, công nghệ và năng lượng như huyết mạch của nền kinh tế. Tại cuộc họp Hội đồng Thẩm định Quốc gia, Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì. Ông còn lưu ý rằng cần phát triển các nguồn năng lượng mới như điện hạt nhân, năng lượng sóng biển, thủy triều, nhiệt mặt trời có thể khai thác trong tương lai trong bối cảnh các nguồn năng lượng truyền thống đã bắt đầu cạn kiệt. Với những định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay, trong chuyến thăm mới đây nhất tới Việt Nam, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Chernyshenko nhấn mạnh luôn sẵn sàng hỗ trợ đất nước xây dựng các nhà máy điện hạt nhân với công suất lớn và nhỏ, phù hợp, sớm đưa Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có năng lượng hạt nhân nhằm góp phần vào công cuộc chống biến đổi khí hậu và bảo đảm độc lập, tự chủ, cân đối về năng lượng của Việt Nam. Nga sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Việt Nam cung cấp cơ chế cần thiết để lãnh đạo Việt Nam ra quyết định nhằm đưa ra các dự án năng lượng hạt nhân và quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia nói riêng, Đông Nam Á nói chung. Bộ Giáo dục và Khoa học Nga rà soát và làm việc với các trường đại học cùng với Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng Nguyên tử Rosatom Liên bang Nga trong việc xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên ngành năng lượng hạt nhân của Việt Nam đến năm 2030. Hệ thống này có thể vận hành liên tục không chỉ với hơn 7.000 giờ một năm, trong khi điện gió chỉ vận hành được 2.000 giờ một năm. Hay điện mặt trời chỉ vận hành từ 6 đến 10 giờ một ngày với điều kiện nắng tốt. Như vậy, có thể thấy điện hạt nhân hoạt động rất ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, gió bão, mùa nước, giá nhiên liệu đầu vào, hiệu suất cao gấp 3 lần so với nguồn điện khác. Riêng với Việt Nam, cùng cam kết phấn đấu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050 thì buộc đất nước hình chữ S phải phát triển năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, để khai thác nguồn năng lượng này phải có điện nền ổn định. Trong khi đó, điện nền từ nhiệt điện than và thủy điện hiện không còn dư địa phát triển. Bởi vậy, tất yếu đến lúc nào đó phải tính đến điện hạt nhân. Với lộ trình giảm phát thải tiến tới đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, rõ ràng điện hạt nhân là lĩnh vực cần được nghiên cứu, xem xét trong quá trình phát triển giai đoạn tiếp theo. Các chuyên gia cho rằng Nga là nước có công nghệ nguồn về điện hạt nhân, công nghệ làm giàu uranium, công đoạn quan trọng nhất trong 4 công đoạn hiện chỉ có Nga làm được. Các nước như Pháp, Mỹ và nhiều nước phát triển đều phải nhập từ Nga. Thực tế, chỉ có một số nước hiện nay có quyết định và chính sách từ bỏ điện hạt nhân, điển hình là Đức. Nguyên nhân được phân tích chủ yếu là do liên quan đến yếu tố chính trị. Những người muốn chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân tại Đức tin rằng công nghệ này không bền vững, nhiều rủi ro và làm chậm bước tiến đến năng lượng sạch. Trong bối cảnh Nga giảm cung cấp khí đốt để đảm bảo đủ điện, thực tế Đức đã phải tái khởi động các nhà máy điện than vào tháng 12 năm 2022, bất chấp mục tiêu về khí hậu. Hiện nay, giá thành điện ở Đức cao nhất ở châu Âu, gần như hơn gấp đôi giá điện ở Pháp khi thiếu điện. Ví dụ, khi nguồn điện năng lượng tái tạo phát không đủ, Đức vẫn mua điện từ Pháp. Một số nước như Thụy Điển hay Thụy Sĩ vẫn tiếp tục duy trì điện hạt nhân. Đánh giá về nguồn năng lượng tái tạo, các chuyên gia nhận xét lợi thế của Việt Nam là dồi dào nguồn tài nguyên. Riêng năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời hiện đứng đầu về tiềm năng với khối lượng rất lớn. Lớn tới mức khi sử dụng đến năm 2045, chỉ sử dụng nguồn năng lượng này vẫn đủ để phục vụ trong nước. Nhưng hiện Việt Nam chưa đủ công nghệ để khai thác, tích trữ và chuyển đổi. Dù có nguồn tài nguyên phát triển năng lượng tái tạo rất lớn, nhưng Việt Nam cần xây dựng và đảm bảo nguồn điện này ổn định, tức là hoạt động liên tục 24/24 giờ như điện hạt nhân, nhưng không đồng nghĩa với việc cần phải làm điện hạt nhân bằng bất cứ giá nào. Ở đây, các bộ phận nghiên cứu chiến lược cần tính toán đặc biệt kỹ lưỡng khi đưa vào sử dụng nhằm đạt hiệu quả tối đa về mọi mặt. Chuyên gia cho rằng điện hạt nhân có ưu điểm mà những nguồn năng lượng khác không có được. Đây là nguồn năng lượng sạch, không phát thải CO2. Chính nhờ những ưu điểm này nên nhiều nước châu Âu hay Mỹ đều sử dụng điện hạt nhân. Ví dụ tại Pháp sử dụng 70% lượng điện trong nước từ điện hạt nhân. Tuy nhiên điện hạt nhân đòi hỏi quy trình vận hành cực kỳ phức tạp, rất nghiêm ngặt. Điều này đồng nghĩa cán bộ vận hành và kỹ thuật phải có trình độ cao, được đào tạo bài bản, chuyên sâu để vận hành và quản lý nhiều hệ thống. Theo chuyên gia năng lượng, vấn đề đáng lưu tâm nhất là thanh nhiên liệu uranium này dùng xong sẽ xử lý thế nào. Sẽ có hai phương án để xử lý. Thứ nhất, chuyển về nơi cung cấp. Thứ hai, xử lý tại chỗ và theo dõi trong vòng 500 năm ở một độ sâu và độ dày đủ điều kiện. Nhưng giá thành để xử lý tương đương khoảng 2 lần giá đầu tư ban đầu.
làm điện hạt nhân không thể chỉ trong 1 đến 3 năm như điện gió hay điện mặt trời. Từ khi tìm địa điểm đến lúc phát điện được phải mất từ 8 đến 10 năm. Hơn nữa, tính toán trong quy hoạch tổng sơ đồ điện suốt nhiều năm của Việt Nam chỉ tính giá thành đầu tư của nhà máy, chưa tính chi phí xử lý chất thải của điện hạt nhân. Đối với điện hạt nhân, hiệu suất cao tỷ lệ thuận với giá thành điện. Bài toán quy hoạch đặt ra cho Việt Nam là tối ưu, tìm cách giải pháp kết hợp ra giá thành tốt nhất, vận hành tốt nhất, phù hợp với sức chi trả của người dân. Vậy, thời gian nào phù hợp để Việt Nam có thể triển khai điện hạt nhân? Theo các chuyên gia, từ nay cho đến năm 2035, Việt Nam có thể vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu và chờ đợi công nghệ mới của điện hạt nhân. Gần đây, thế giới đang nghiên cứu loại điện hạt nhân công nghệ thế hệ mới. Mô hình này có khả năng sẽ phát triển trong khoảng 10 năm tới. Ít nhất đến năm 2035, Việt Nam có khả năng đưa điện hạt nhân vào khai thác, bên cạnh đó cân đối với các nguồn tài nguyên khác. Khả năng đến lúc đó, công nghệ điện hạt nhân sẽ tiên tiến hơn hiện nay rất nhiều. Nguy cơ rủi ro có thể giảm. Việc quản lý có thể sẽ dễ dàng hơn, không phức tạp như tính toán hiện nay, đồng nghĩa chi phí triển khai sẽ giảm. Từ giờ đến lúc đó, Việt Nam vẫn tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử từ lý thuyết tới thực tế vận hành tại các nhà máy nước ngoài. Với nước ta, nguồn năng lượng hóa thạch nội địa hạn chế và thủy điện đã khai thác hết tiềm năng, còn phát triển điện từ năng lượng tái tạo vẫn phải có khoảng 20% công suất dự phòng từ nhiệt điện, bao gồm điện, khí, điện hạt nhân. Việc xem xét phát triển điện hạt nhân không đồng nghĩa là bỏ qua phát triển các loại năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời mà phải khai thác triệt để tiềm năng của từng loại năng lượng này. Tuy nhiên, năng lượng tái tạo không phải rẻ. Theo đánh giá so sánh giữa điện mặt trời và điện hạt nhân ở nhiều nước, tiếng chuông báo động về các thay đổi và tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu vang lên càng dồn dập, khiến cho con người càng hiểu năng lượng hạt nhân là một trong những giải pháp quan trọng không chỉ giúp đảm bảo an ninh năng lượng mà còn ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt, bên cạnh những nguồn năng lượng bền vững đang thịnh hành, điện hạt nhân vẫn đóng vai trò rất quan trọng trên thế giới. Với hơn 70 năm lịch sử, điện hạt nhân đã góp phần to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia, đặc biệt chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu nguồn phát điện tại một số nước phát triển như Pháp, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Thụy Điển. Ngày hôm qua, mưa rông xuất hiện nhiều hơn ở nhiều nơi, khiến nền nhiệt có giảm xuống, xua tan đi cái không khí oi bức. Ở Bắc Bộ, trước tình trạng nắng nóng kéo dài, mực nước các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ xuống thấp, một số hồ xấp xỉ dưới mực nước chết. Cụ thể, các hồ thủy điện ở mực nước chết gồm Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ, Trị An. Đáng lưu ý, một số hồ thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo. Chính vì vậy, mưa được coi như là sẽ cung cấp một lượng nước quý giá. Bởi với hạn hán và chấm dứt nắng nóng gay gắt cũng như sự bức thiết của các hồ thủy điện hiện nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày hôm nay, vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ có vị trí ở vào khoảng 20,8 đến 21,8 độ Vĩ Bắc, 108,9 đến 109,9 độ Kinh Đông, dự báo trong 24 giờ tới. Vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc. Cảnh báo trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rông mạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp 6, cấp 7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên trong đêm nay, ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trước tình hình gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, các cơ quan chức năng cần thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến trên để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Trên đất liền, từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai gió lốc, sét, mưa đá cấp 1. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trước những hình thái thời tiết nguy hiểm trên, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh, tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2,0 đến 3,0 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2,0 đến 3,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m.
quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, sóng cao từ 2,0 đến 3,0 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Sóng cao từ 1,0 đến 2,0 m. Hầu hết những năm nắng nóng nhất trong lịch sử đều xảy ra trong thời kỳ El Nino. Các nhà khoa học lo ngại mùa hè năm nay và năm sau có thể chứng kiến nhiệt độ ở mức kỷ lục trên đất liền và trên biển riêng trong năm nay. Các nhà khí tượng học cho rằng El Nino kết hợp với sự nóng lên do biến đổi khí hậu sẽ khiến thế giới phải vật lộn với nhiệt độ cao kỷ lục và dẫn tới tình trạng hạn hán nghiêm trọng. El Nino dẫn tới nhiệt độ mặt nước biển nóng hơn mức trung bình ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương gần đường xích đạo đã chính thức xuất hiện. Các nhà khoa học tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA thông báo kiểu thời tiết này xảy ra gần nhất năm 2018-2019 và diễn ra trung bình 2-7 năm một lần. Tùy thuộc vào cường độ El Nino có thể gây ra nhiều tác động như làm tăng nguy cơ mưa lớn và hạn hán ở một số địa điểm trên thế giới. Biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm hoặc giảm thiểu một số tác động nhất định liên quan đến El Nino. Ví dụ, El Nino có thể dẫn đến những kỷ lục mới về nhiệt độ, đặc biệt là ở những khu vực trải qua nhiệt độ trên trung bình trong El Nino. Theo NOAA, nhiều quốc gia và châu lục ghi nhận một năm nắng nóng kỷ lục. Ngoài ra, khi El Nino xảy ra, nước biển ở Đông Thái Bình Dương sẽ ấm hơn bình thường. Với tình hình thiệt hại, khi nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình toàn cầu cao trong tháng 5 vừa qua, hơn khoảng 0,1 độ C so với các báo cáo khác trong quá khứ, thời tiết được dự kiến sẽ trở nên khắc nghiệt hơn nữa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong điều kiện El Nino ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường, nắng nóng có thể nhiều hơn và gay gắt hơn. Khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tập trung nhiều và giữa mùa, tính chất dị thường hơn cả về cường độ và quỹ đạo. Điều đáng lưu ý là El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25-50%, vì thế nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt trong các tháng mùa khô năm 2023. Đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Ví dụ dễ hình dung nhất về tác động của El Nino đã gây ra các đợt hạn mặn kỷ lục vào năm 2015, 2016 và 2019-2020. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có 5 đến 7 xoáy thuận nhiệt đới, bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta. Trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn. Trong những năm El Nino, trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn, ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 28%. Ngoài ra, trong điều kiện El Nino, xoáy thuận nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa bão tháng 7, 8, 9. Trong điều kiện El Nino, nhiệt độ trung bình các tháng đều cao hơn bình thường, mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè. Các khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía Bắc. Trong điều kiện có ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhất là các đợt El Nino mạnh có thể gây ra nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ở nhiều nơi. Trong điều kiện El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng trong cả nước, phổ biến từ 25-50%, rõ rệt nhất là Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý là một số đợt El Nino đã cho những kỷ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ và số tháng liên tục hụt mưa ở một số nơi, cho thấy El Nino làm tăng tính biến động của mưa ở Việt Nam. Điển hình như năm 2015 xảy ra El Nino, nhưng tại Quảng Ninh đã xuất hiện mưa lớn lịch sử vào cuối tháng 7.